Xin chào các bạn. Giới thiệu với các bạn, mình là Thu Anh. Hiện tại thì mình đang là sinh viên của là sinh viên khóa 2 của tập đoàn EDIC và mình đang học chuyên ngành thương mại điện tử. Thì để tiếp tục trong cái chuỗi series nói bàn về hạnh phúc thì đây cũng là một cái bộ môn học của mình. Thì lần trước thì mình cũng đã giới thiệu, mình cũng đã đặt ra một câu hỏi, một cái giả thiết rằng liệu trong mỗi chúng ta có tồn tại một con người khác hay không? Thì quay trở lại trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi sâu và tìm hiểu rõ hơn nữa về để trả lời, để tìm ra một cái câu trả lời cho cái câu hỏi này nhá. Thì mình cũng vẫn giữ cái quan điểm của mình như lần trước, đó là trong mỗi chúng ta thì luôn tồn tại một con người khác. Đó, thì như cổ nhân xưa đã có một câu nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Thì đó là một câu nói và đã truyền lại từ đời rất là xa xưa rồi. Và đến bây giờ mọi người vẫn luôn nghe và tin theo câu nói đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vốn dĩ con người chúng ta sinh ra là mang tính thiện. Thế nhưng tùy vào môi trường sống thì chúng ta lại có thể là trở nên, có những người trở nên tốt đẹp hơn, mang bản tính thiện lành. Còn có những người thì vì ảnh hưởng của môi trường, tác động bên ngoài, giống như câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, đó. Cho nên là nhiều người chúng ta là ở trong một cái môi trường xấu và không được giáo dục một cách hẳn hoi thì chúng ta rất dễ là sa đà và đi theo cái con đường là theo cái bản ác kia. Thế nhưng mà mình có một câu hỏi đặt ra với các bạn là như thế này. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng tại sao một đứa trẻ sinh ra thì nó cũng giống như các con vật? Thực ra con người thì bản chất vẫn chỉ là một loài vật, thế nhưng mà có hệ thần kinh cao cấp hơn và có cái đời sống cao cấp hơn thôi. Và một đứa trẻ sinh ra thì khi mà mẹ không cho nó bú sữa chẳng hạn thì nó vẫn dùng răng để cắn hay là dùng tay chân để cào lên mặt, mặc dù có thể là người mẹ sẽ phải chịu đau đớn rất là nhiều, hay là khi nó mà tức giận một cái gì đó thì nó có thể là quăng đồ này ném đồ kia. Vậy câu hỏi cho các bạn đó là nhân chi sơ tính bản thiện liệu có đúng hay không? Trong khi đó sinh ra, một đứa trẻ vừa sinh ra nó chưa được giáo dục, chưa được tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Không, đấy không phải là ảnh hưởng của môi trường bên ngoài nhé, mà sinh ra đó là cái bẩm sinh nó đã như vậy rồi. Thì theo mình ấy thì nhân chi sơ là tính bản ác. Đó, thì cũng có thể là có bạn đồng tình với quan điểm này của mình. Còn có những bạn thì lại vẫn theo một cái câu nói, một cái quan điểm khác, đó là nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng mà tại sao mình nói vậy? Bởi vì con người sinh ra vốn rất là chúng ta sẽ không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, chúng ta không kiểm soát được hành vi của mình. Chính vì vậy mới phải sinh ra hai cái từ đó là giáo dục. Đó, chúng ta phải được rèn luyện, phải được tại sao chúng ta phải, bố mẹ phải rèn rũa chúng ta, thế là chúng ta phải đi học, chúng ta phải được đến các thầy cô rèn luyện để mình trở nên tốt hơn. Tại sao chúng ta lại phải học những cái môn đạo đức, về công lý, những cái môn về để hiểu hơn về cách ứng xử, cách giao tiếp. Đó, thì theo mình là bởi vì các bạn vốn dĩ các bạn sinh ra, các bạn cũng như một loài vật khác thôi. Các bạn cũng có những cái tính, ví dụ mình sẽ không được cái gì thì mình sẽ rất là tức giận, mình không kiểm soát được cảm xúc của mình. Thế nhưng khi mà các bạn được sống trong một cái môi trường giáo dục tốt, một cái môi trường mà có nhiều người tích cực thì các bạn sẽ trở nên tích cực hơn. Đó, đây chính là một phần cái giải đáp của mình cho cái câu hỏi, đó là liệu có con người khác tồn tại trong mỗi chúng ta hay không. Thì như mình vừa phân tích các bạn đó, thì ít nhất là đã có hai con người tồn tại trong chúng ta rồi. Có nghĩa là cái ác và cái thiện thì nó luôn luôn song hành với nhau. Chúng ta phải làm sao để hạn chế nhất cái bản tính ác của mình đi và tăng cái tính thiện của mình lên. Đó, bằng việc là chúng ta hãy tích cực để sống yêu đời hơn này, và biết cách để kiểm soát cảm xúc này, kiểm soát cuộc sống của mình và làm sao để ứng xử cho đúng đắn. Đó. Còn một cái nữa mà mình cũng muốn phân tích với các bạn, đó là việc cái suy nghĩ của các bạn sẽ ảnh hưởng như nào đến cuộc sống của chúng ta cũng như cuộc sống của thế giới xung quanh này. Đó.
Thì nói tiếp về cái việc là bản ác và bản thiện đó, thì nếu mà các bạn luôn suy nghĩ tích cực thì những cái nguồn năng lượng các bạn sẽ lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh. Và có một điều rất là thú vị nữa mà mình được tìm hiểu và được biết tới về việc là cơ thể của chúng ta thì được cấu tạo như thế nào, và xung quanh chúng ta, cơ thể chúng ta được cấu tạo bằng các hạt, ví dụ như là hạt electron hay hạt neutron, hạt proton đó. Thì khi mà chúng ta có những cái hành vi tiêu cực thì cái nguồn năng lượng đó có thể chúng ta là vô hình thôi, nhưng khi được đưa vào kính hiển vi hay là đưa vào một cái thiết bị ở đó có thể nhìn thấy, chúng ta thấy là mỗi một cái suy nghĩ của chúng ta thì đều phát ra những cái điện tích và sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Cũng như việc là nếu mà bạn luôn nghĩ là cuộc sống của mình rất là tươi đẹp, rất là mới mẻ và bất cứ một điều gì xảy đến các bạn cũng sẵn sàng đón nhận. Ví dụ bạn gặp khó khăn thì bạn chỉ nghĩ đây là một cái cơ hội để các bạn vượt qua cái ngưỡng của bản thân và các bạn phát triển hơn, thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ vượt được qua nó. Còn nếu mà bạn suy nghĩ tích cực là đây là một cái điều thật là tồi tệ, và tại sao mình luôn luôn hỏi là tại sao nó lại đến với mình mà không phải đến với người khác đó, khi mà bạn nghĩ như vậy thì gần như là bạn sẽ lại hút tất cả những cái nguồn năng lượng tiêu cực ở bên ngoài vào. Và việc này thì cũng có thể áp dụng cho một cái câu nói mà mọi người hay nói, đó là tại sao mà chúng ta thường gặp những cái người mà đồng quan điểm với chúng ta, hay là gặp những người mà chúng ta cảm thấy có những cái ý tưởng nó rất là giống mình đó. Đó chính là sức mạnh của việc là đó chính là sức mạnh của tiềm thức. Có nghĩa là các bạn suy nghĩ cái gì, các bạn làm cái gì thì nó sẽ hút những người như vậy. Chính vì vậy, giữa việc đấu tranh để trở thành một con người thiện hay một con người ác đó, cái khoảng cách giữa thiện và ác nó rất là mong manh. Chúng ta chỉ cần trong một cái hành vi ở đó chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta đã vô tình trở thành một con người mang bản tính ác. Chính vì vậy mà chúng ta phải không ngừng học hỏi, không ngừng nỗ lực để, thứ nhất là để kiểm soát được cái bản năng, bản tính của mình, giảm cái phần con trong chúng ta lại và tăng cái phần người lên. Thứ hai là khi chúng ta mang một cái niềm vui, niềm tích cực thì bất cứ một người nào cũng muốn kết nối quan hệ với chúng ta, cũng muốn trò chuyện và muốn cùng nhau để chia sẻ những kiến thức. Bạn có thấy là người nào mà suốt ngày ca thán, suốt ngày tiêu cực thì lại lại hút được những cái người tích cực hay không? Chắc chắn là không rồi. Nếu mà những người xấu thì họ sẽ lại chơi với nhau, bởi vì họ cảm thấy là họ rất là hợp nhau, họ rất là hút nhau. Có thể là một cái năng lượng vô hình nào đó chúng ta không nhìn thấy, thế nhưng mà nó đang hút nhau đấy. Và nếu bạn muốn hút những cái người tốt, những cái người giống bạn thì các bạn hãy luôn nghĩ về nó, luôn hành động như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp được đúng người mình mong muốn. Đó. Thì mình chỉ trong video ngày hôm nay thì mình chỉ nói về cái việc là theo mình thì chỉ là tồn tại hai con người như vậy đó. Giống như kiểu là cái câu nói là mình trước mình cũng nói với các bạn rồi, đó chính là thiên thần và ác quỷ đó. Nó chính là hai cái thế lực đại diện cho việc cái thiện và cái ác đó. Thì mình vẫn đang tiếp tục tìm hiểu, thực sự là mình chưa phân tích về vấn đề là cấu tạo tế bào của chúng ta như thế nào. Thế nhưng mà mình biết còn một phần nữa, đó chính là về 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 thể xác, về tâm hồn của chúng ta. Chắc đối với quan điểm của mình thì mình thấy là sẽ nhiều hơn hai con người. Nhưng có lẽ là mình sẽ phân tích về cái con người thứ ba, thứ tư này trong những cái video tiếp theo. Còn ngày hôm nay mình chỉ nói về hai con người, và theo quan điểm của mình và có thể là quan điểm của một số bạn khác nữa, đó là nhân chi sơ tính bản ác chứ không phải bản thiện như các bạn vẫn hay nghĩ, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể đối chiếu vào những cái ví dụ mà mình đã nói với các bạn đấy. Các bạn cần phải trải qua một quá trình rèn luyện rất là lâu, từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành và lớn lên, cho đến già chúng ta vẫn phải học để trau dồi và để trở thành một con người hoàn thiện nhất. Còn nếu không chúng ta cứ sống hoang dã thì chúng ta thực sự là không khác gì một con vật đó. Thôi, để chốt lại trong cái video ngày hôm nay thì mình chỉ muốn khuyên các bạn
một một điều, đó chính là chúng ta bản ác hay bản thiện thì liệu điều đó còn quan trọng hay không. Theo mình thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các bạn cả, nếu như các bạn luôn nhìn vào thực tế, nhìn vào thực tại là mình phải sống tích cực, mình phải vui vẻ, mình phải mang tới niềm vui cho người khác, và tích cực mang đến niềm vui cho chính bản thân mình, rồi lan tỏa niềm vui, niềm hạnh phúc của mình, lan tỏa tình yêu thương của mình tới những người xung quanh, thì chắc chắn là các bạn, cuộc sống của các bạn sẽ rất là happy. Các bạn sẽ trở thành một người truyền cảm hứng và mang lại nhiều giá trị cho cuộc đời này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thì trong lần tới thì mình sẽ phân tích tiếp về những con người nữa, có thể là về mặt sinh học, cấu tạo của các tế bào như thế nào, hay là về mặt tâm linh. Mình sẽ nói kỹ hơn về dòng điện trong mỗi chúng ta ra sao, các dòng electron dịch chuyển như thế nào, và cái việc dịch chuyển đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.